cả mọi người nhá. Mọi người một buổi trời vui vẻ ạ. Chúng ta cùng vào game Gun Mobi sau bảo trì xem game có những gì cập nhật mới nhé mọi người nhá. Từ sáng đến giờ méo hòa được luôn. Xem game có gì thay đổi không ạ? Không biết có đền bù gì cho anh em không ạ? Ui, mạng quay ầm ầm trên này đi. Sau vừa hồi mình vẫn méo vào được anh em ạ. Nói mình còn vào được, lại bảo trì anh em ạ. Lại bảo trì rồi. Lại bảo trì rồi. Thế mình phải lên trang chủ xem nó có gì không anh em nhé. Anh em phải đợi mình một chút. Trang chủ cũng méo vào nữa luôn. Chắc game bảo trì sao rồi. Mình cập nhật lại game xem nó có vào được không này. Béo hiểu sao luôn, máy vào được mà bờ méo vào được. Cay chứ. Cay thật, buồn lắm. Buồn lắm anh em ạ. Game mới bảo trì xong, bây giờ tận 17 phút rồi anh em ạ. 15 giờ 17 này mà méo mà được game là sao nhỉ? Là mình đã làm ăn thế là không được rồi. Này cứ nói thế rồi chứ chả nó lại có lỗi bảo trì rồi. Có lỗi rồi anh em ạ. Nói vào được thì mình mới thoát ra làm clip cho em xem, review cho em xem nhưng bởi lẽ méo mà được. Buồn lắm. Buồn lắm anh em ạ. Buồn cực kỳ luôn. Xem nào. Cập nhật lại vào được không nào. Méo vào được nữa, đúng là nó bảo trì thôi rồi. Mẹ nó cứ xoay âm là đéo gì nhỉ. Mẹ buồn đấy, nó cứ xoay xoay xoay. Thôi game không vào được rồi anh em ạ. Để mình lên trang chủ xem nhé. Anh ơi, mình đã vào trang chủ của nó rồi nhá. Và trang chủ méo có gì luôn này. Méo nhận gì luôn này. Tin tức cũng không có gì luôn này. Bảng giá VIP. Khởi động trào lưu, chơi game kiếm méo gì anh. Nói chung là chả có méo gì luôn. Fanpage này. Fanpage của game. Thôi thế thôi nhá anh em. Tối mình sẽ làm clip sau. Và bờ game bảo trì không vào được. Quang Dubai xin chào tất cả anh em cho anh em nhá. Chúc em một chiều vui vẻ nhá.